Chị em xin chào các bạn học viên, các bạn làm á thủ, xin chào những cái chuyên gia về tài chính. Hôm nay trong video này thì kênh PA Marketing của tôi xin giới thiệu với các anh chị các bạn một cái chủ đề rất là lạ và rất là ít người chia sẻ, đó là hướng dẫn chạy quảng cáo trên Telegram hay còn gọi là Telegram Ads. Vâng, tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, một chuyên gia về Digital Marketing. Vừa rồi tôi có đào tạo cho một số những cái bạn ở các cái sân, các cái sàn về marketing online để tìm kiếm khách hàng. Vâng, thế thì video này tôi sẽ hướng dẫn chạy quảng cáo trên nền tảng Telegram. Thì đầu tiên thì các bạn cần phải làm quen với một số những cái thông tin, ví dụ như là Telegram là cái gì, và một số những ưu điểm của Telegram. Tạo tài khoản Telegram như thế nào, hoàn thiện thông tin quảng cáo và thực hiện các chiến dịch của Telegram, đo lường và đánh giá chiến dịch và nạp ngân sách. Và tài liệu thì tôi cũng đã làm sẵn đây rồi. Đấy. Thế thì đầu tiên ấy, thì các bạn thấy rằng là Telegram nó là một cái ứng dụng tin nhắn hết sức là thịnh hành và có nguồn gốc từ Nga. Đấy, được phát triển từ năm 2013. Đây là một cái ứng dụng hết sức nổi bật, có tính chất bảo mật cao và giúp chúng ta đồng bộ tin nhắn, cũng như là có một cái tính chất rất đặc thù, đấy là Telegram thì lại cảm thấy rất là phù hợp với đối tượng là những cái sân, những cái sàn tài chính, rồi thì coin, đấy, rồi thì kinh doanh những cái mô hình 4.0. đấy, không hiểu vì sao nhưng mà Telegram rất là phù hợp với những cái đội nhóm như thế. Đấy, người ta vào Telegram sử dụng rất nhiều. Vâng, thế thì hiện nay Telegram có thể sử dụng trên điện thoại, trên máy tính, điện thoại Android, iOS đều được. Đấy, và chúng ta có thể sử dụng trên nền tảng web Telegram. Vâng, ưu điểm thì nó là tin nhắn bảo mật, đồng bộ dữ liệu, tạo group lên tới 200.000 thành viên, có các cái sticker độc quyền, hỗ trợ nghe gọi, gọi trực tiếp qua nền Telegram. Đấy, và hình ảnh video được upload trên đám mây rất tốt. Nên là đây là một cái công cụ, một cái phần mềm trú ngụ cho rất nhiều những cái người làm tài chính, làm coin, làm sàn. Vâng. Ok. Thế thì kênh nó không có cái điều gì xấu cả, kênh nó rất là tốt. Chúng ta sử dụng kênh như thế nào, vào những cái mục đích như thế nào thôi. Cũng như giống như tôi làm video thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chạy quảng cáo, vân vân. Nội dung số 2 là hướng dẫn đăng ký tài khoản Telegram thì rất là dễ rồi. Chúng ta có thể tải Telegram trên điện thoại của chúng ta. Đấy, chúng ta tải Telegram trên điện thoại của chúng ta. Có cái biểu tượng là hình cái giống như là cái hình cái máy bay ấy, máy bay gấp giấy ấy, máy bay gấp giấy phi. Chúng ta vào, chúng ta tải Telegram. Đó. Thì danh bạ nó sẽ tự cập nhật. Chúng ta cài lên và chúng ta đăng ký bằng số điện thoại của chúng ta. Đấy, ví dụ như là chúng ta nhập số điện thoại của chúng ta vào. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ nhập những cái mã người ta gửi về. Đấy, mã xác nhận. Đấy, chúng ta xác nhận xong thì chúng ta sẽ tạo ra tài khoản. Đấy. Đây. Thì em, học viên nhắn tin cho tôi qua Telegram. Đấy, em đang học Zoom, nhắn tin cho thầy. Đấy, trong quá trình học tập có chỗ nào vướng mắc mong thầy giúp đỡ. Vâng. Cảm ơn em, buổi học hôm nay tốt chứ, rất ổn, là ngày 31 tháng 3 vừa qua. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo xong tài khoản. Chúng ta có thể là đăng ảnh đại diện, avatar đấy. Chúng ta để số điện thoại và đặc biệt là chúng ta set username. Username ví dụ như là Phan Anh Online, để người ta tìm thấy chúng ta. Và chúng ta cũng có thể là setting một số những cái yêu cầu trong này. Đấy, những cái privacy, quyền riêng tư của chúng ta. Đấy, thí dụ như là sử dụng trên các thiết bị như thế nào, các cuộc gọi ra làm sao. Đấy. Và chúng ta có thể sử dụng cái tính năng cao cấp của Telegram, đấy là Telegram Premium. Premium. Đây là cái tính năng làm gì? Thì ví dụ như là chúng ta có thể phải mất phí ở đây, các bạn có thể nhìn thấy là 58.000 một tháng nếu chúng ta mua gói cả năm, 700.000 một năm, còn 93.000 một tháng nếu như chúng ta mua theo gói theo tháng. Đây thì nó sẽ có những cái ưu điểm gì khi mà chúng ta sử dụng kênh Telegram Premium.
Thì kênh Telegram Premium thì chúng ta có thể là double limit, tức là chúng ta có thể là tạo được 1.000 kênh. Đấy, và trong đó là có 20 folder và 10 cái bài mình pin. Đấy, và có thể để 20 public link, những cái đường link thì chúng ta làm. Đấy. Chúng ta có thể sử dụng tính năng voice to text, tức là gửi tin nhắn thoại để đổi thành chuyển thành tin nhắn văn bản. Vâng. Faster download speed, tức là tốc độ tải dữ liệu ở trên đó về nhanh. Và real time translation, tức là chúng ta có thể dịch văn bản trực tiếp luôn. Đấy. Sử dụng các emoji, những cái biểu tượng, rồi upload file cỡ lớn 4GB một file. Đấy, và có sao, có đánh dấu sao cho profile, tức là hồ sơ xịn, kiểu hồ sơ tích xanh như của Facebook, thì đây chính là hồ sơ ngôi sao của Telegram uy tín. Vâng. Quản lý chat rồi không bị chịu quảng cáo. Đấy, có sử dụng các app của mình. Có thể sử dụng dạng profile picture hoạt hình. Đấy, và có những cái sticker cao cấp. Đấy. Thì Telegram Premium cũng là một cái trải nghiệm các bạn có thể thử nhá. Đấy, các bạn đăng ký gói, các bạn đăng ký gói khoảng 700.000 một năm, tôi nghĩ là có thể đáng để dùng thử. Ok, tiếp theo là tạo tài khoản quảng cáo của Telegram. Thì đầu tiên thì các bạn vào Google, các bạn search cái từ Telegram Ads, search Telegram Ads. Đây, ta sẽ thực hành luôn. Telegram. Xin lỗi. Rồi. Đấy. Hoặc là chúng ta nhớ thì chúng ta truy cập thẳng vào địa chỉ là ads.telegram hoặc là địa chỉ là promote.telegram.org. Được chưa ạ? Đấy, chúng ta vào đây. Đấy. Thì sau đó chúng ta sẽ tạo tài khoản, vì tôi đã có tạo rồi nên là nó đã có sẵn tài khoản rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập vào. Đấy, và chúng ta nhập số điện thoại của chúng ta để xác nhận. Và Telegram Ads thì bắt xác nhận bằng cách là vào Telegram App. Đấy, tức là nhá, muốn đăng nhập ở trên cái trình duyệt đấy thì chúng ta phải vào đây xác nhận một cái tin nhắn. Đấy, và confirm thì nó sẽ cho vào. Và số điện thoại thì chúng ta nhớ để cộng 84, xác nhận confirm. Đấy, Telegram Ads hiện nay thì cung cấp hai loại tài khoản là tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp. Đấy, trong hình ảnh của chúng ta đây là tài khoản cá nhân. Đấy. Thế chúng ta sẽ cập nhật thông tin như thế nào? Account là tài khoản, đấy, tên của bạn. Personal info, tức là thông tin của bạn, full name, họ và tên, ví dụ như Nguyễn Phan Anh. Email ở phananhonline@gmail.com. Số điện thoại 0989 623 888. Country Việt Nam, City Hà Nội. Advertising name thì là PA Marketing. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ chọn là Save Info and Proceed, tức là lưu thông tin lại và tiếp tục. Vâng. Đấy, đây là ví dụ nhá. Thế còn của các bạn thì các bạn phải làm tên của các bạn. Đấy, tôi làm mẫu cho các bạn đây. Ok. Thì hiện nay thì Telegram Ads thì mới chỉ cho hỗ trợ một cái định dạng quảng cáo duy nhất, đấy là quảng cáo tin nhắn. Đấy, và cho phép hiển thị tin nhắn hoặc là hiển thị hình ảnh. Đấy, ví dụ đây, đây là cái mẫu quảng cáo của Telegram. Và các bạn có thể xem cái hình mà Telegram Ads nó sẽ trông như thế nào. Đây là một cái chiến dịch. Nếu mà chúng ta bắt đầu chạy một cái chiến dịch quảng cáo. Rồi, bắt đầu tạo chiến dịch chạy quảng cáo nhé. Thì tôi sẽ thao tác trực tiếp trên trình duyệt cho nó hoành tráng. Chúng ta vào địa chỉ là promote.telegram.org và chúng ta đăng nhập tài khoản xong. Thứ nhất là New Ad, tức là tôi đang sử dụng tiếng Anh. Thì tôi sẽ để New Ad ở đây, có nghĩa là tạo chiến dịch quảng cáo mới. Ad Type. Ad type tức là tiêu đề của quảng cáo. Đấy, ABC, XYZ mình viết vào đây. Vì cái lượng chữ viết nó sẽ được ít, cho nên là chúng ta sẽ viết nó ngắn gọn và thông minh và cũng như là sáng tạo, thu hút. Được chưa ạ? Vâng. Đây là ad title, tức là tiêu đề.
Ad text là nội dung quảng cáo. Ok, hướng dẫn quảng cáo Telegram ad. Ok, ví dụ thế. By Phan Anh đi. Rồi, URL. Vâng. URL đây là URL kênh nhá, URL kênh. Thế thì mình phải đưa kênh của mình vào đây. Kênh của mình sẽ có dạng là gì? T.me sược Phan Anh Online. Đây là cái kênh mà mình muốn làm, hoặc là cái nhóm mình muốn làm. Mình phải có tên kênh, mình phải có tên kênh thật thì mình mới đưa vào đây được nhá. Mình phải có tên kênh thật. Đó. Cái phần này này là cái phần kênh của mình. Được chưa? Rồi. Quảng cáo của Telegram thì chỉ tính tiền theo CPM, tức là trên 1.000 lượt hiển thị, và mức tối thiểu của nó là 2 euro. 2 euro cũng nhiều tiền phết đấy. Vâng, tối thiểu nhá. 2 euro ở đây nó tương đương với khoảng, mình cứ tính khoảng độ 25, 26, 27 nghìn một euro đi, tùy. Đấy, mình có thể check xem euro ngày hôm nay giá bao nhiêu. Euro in Việt Nam đồng, ok. 25.300. Đấy. Thế thì mình có thể chạy quảng cáo Telegram. 2 euro nó cũng chỉ mất khoảng tầm hơn 50.000 cho 1.000 lượt hiển thị. Ok, cũng không đắt, cũng không rẻ. Đấy. Và ngân sách mình chạy ở đây thì ví dụ như mình chạy 100 euro, 200 euro. Lưu ý là tiền là tính theo euro, bởi vì Telegram là kênh của châu Âu. Đấy. Rồi, tiếp tục là phần Target Channel Language, tức là mình muốn nhắm vào ngôn ngữ của các kênh. Đấy. Thì ví dụ như mình ở Việt Nam thì mình chạy vào Việt, tiếng Việt. Còn mình mà bán sang nước ngoài thì mình lại chọn cái ngôn ngữ của quốc gia đó. Đây là ngôn ngữ của kênh nó sẽ được hiển thị nhé. Cái quảng cáo đó được hiển thị trên kênh nào. Còn đây là cái kênh mà mình muốn quảng cáo này. Thì mình phải đưa cái dạng là t.me ấy, cái dạng của Telegram ấy. Đây này. Vâng. Telegram URL. Đấy, nó có dạng t.me đây. Username đây nha. Các bạn phải có cái kênh nó. Rồi, tiếp tục là target topic, tức là mình muốn nhắm chọn vào chủ đề nào. Thì ở đây mình có rất nhiều các chủ đề có sẵn, có sẵn nhá, mình không được chọn mà mình phải chọn trong đây. Đấy, thí dụ như là art and design này, tức là nghệ thuật và thiết kế. Best and gambling này, cá cược và chơi bài này. Books là sách này. Business and entrepreneurship, tức là kinh doanh và doanh nghiệp này. Cars and other vehicles, tức là ô tô, xe hơi và các loại phương tiện này. Celebrities and lifestyle, tức là mình có thể hiểu đấy là các cái sự kiện nổi bật và phong cách sống này. Đúng không ạ? Cryptocurrency, tức là mình có thể nhắm chọn vào những cái group, những cái topic chuyên về tiền điện tử này, tiền kỹ thuật số này. Cultural event này, tức là văn hóa và sự kiện này. Curious facts, tức là những cái thông tin về sự thật. Facts ở đây tức là mình có thể hiểu là sự thật, những cái thông tin người ta đưa ra. Và directories of channels and bot, tức là những cái kênh và những cái con bot. Ok. Economies and finance, tức là tài chính, rồi kinh doanh, kinh tế, giáo dục, thời trang, fitness, thức ăn, nấu ăn. Đấy. Đúng không ạ? Ngôn ngữ, học tập ngôn ngữ, sức khỏe, y tế, lịch sử, sở thích và các hoạt động, đó. Gia đình, nhà cửa và kiến trúc. Đấy, rồi thì những cái vui vẻ, hài hước, đầu tư, đấy, việc làm, trẻ em và người lớn, gia đình ấy. Marketing and PR, động lực, motivation and self development, tức là động lực và phát triển bản thân ấy. Phim ảnh, âm nhạc, kiểu kiểu đấy, rất nhiều nhá. Thì các bạn có thể chọn, các bạn bắt buộc các bạn phải chọn theo cái chỉ định của nó. Các bạn không thể chọn cái khác được, không thể theo ý mình được. Target specific channel, tức là mình có thể nhắm chọn trực tiếp vào một số cái kênh nào không.
Ví dụ như là mình muốn chạy vào một cái kênh mà nó có 100.000 thành viên, 200.000 thành viên rồi, mà mình biết cái kênh đấy là rất là hot, rất là tốt, thì mình có thể chọn dạng là t.me đấy, sược cái kênh đấy mình biết sẵn đấy. Exclude topic tức là mình loại trừ, mình loại trừ cái chủ đề gì. Ví dụ như mình thích cái chủ đề này nhưng mình lại không thích cái chủ đề kia thì mình có thể chọn loại trừ. Đấy gọi là exclude topic, loại trừ chủ đề. Exclude specific channel tức là loại trừ một cái kênh nào đấy. Vừa đấy thì mình chọn kênh cụ thể để mình nhắm vào. Ở đây thì mình muốn tránh cái kênh nào ra thì mình chọn. Đấy, bao gồm và loại trừ. Đấy, và sau đó mình đặt thông tin và mình bấm create ad. Đấy, là quảng cáo có thể được chạy. Đấy, thì Telegram nó cái hệ thống quảng cáo của nó khá là sơ sài, khá là đơn giản. Đấy, thao tác cũng khá là đơn giản, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, tôi đã làm sẵn. Tôi đã làm sẵn hết. Đấy, giá thầu là 2 euro. Ngân sách thì đặt. Vâng. Và sau đó thì chúng ta sẽ phải nạp tiền vào chạy. Đấy, chúng ta phải nạp tiền vào bởi vì tài khoản của chúng ta đang có 0 euro. Tất cả những cái này tôi đã vừa nói rồi. Đây là tài liệu tôi làm rất là kỹ cho các bạn. Vâng. Exclusive topic. Exclusive channel. Rồi viết thông tin vào. Đấy. Vâng, sau đó thì bấm create ad tức là tạo chiến dịch. Tình trạng của nó thì nó có thể là gì, dừng này, và đang review tức là đang đánh giá này, từ chối này, hoạt động và bị tạm dừng. Đấy. Thì chạy cái này thì nó đo lường dễ lắm, chỉ có nó chỉ đo mỗi cái CPM thôi. Đấy. Nó không có chuyển đổi gì cả, giá thầu là bao nhiêu thôi. Đấy. Và nạp ngân sách, mình phải nạp ngân sách vào mình chạy. Nha, thì mình nạp ngân sách ít một thôi. Đây, mình nạp ngân sách vào. Để cho Telegram nó duyệt. Thì nạp ngân sách ở đâu? Các bạn có thể nhìn thấy đây, mình chọn này. Khi mình nạp ngân sách, tên này, email, số điện thoại này. Đấy, dạng là advertise type tức là cái loại quảng cáo là gì. Ví dụ như là mình là direct, mình là người quảng cáo trực tiếp chứ không phải là agency. Đấy, xong mình đưa thông tin vào, kế hoạch mình là cái gì mình viết vào đây. Đấy, rồi sản phẩm dịch vụ mình định chạy là cái gì mình viết vào đây. Đấy, ngôn ngữ mình định chạy là cái gì, tiếng Việt tiếng Anh chạy vào đây. Ngân sách mình định chạy thì mình viết vào đây. Đấy. Đấy, sau đó mình gửi request tức là mình gửi yêu cầu cho Telegram. Đấy, họ duyệt. Ok, thì video tôi cũng có nhé, tài liệu tôi cũng có nhé, để hướng dẫn hỗ trợ cho các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Các bạn ủng hộ kênh nhé, sub kênh, share kênh, hoặc là đặt hàng các cái yêu cầu, ví dụ như thầy làm cái này cho tôi, thầy làm cái kia cho tôi. Tôi sẵn sàng chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của tôi với các anh chị và các bạn. Xin chào.